빵빵 꺾기 빵빵 꺾기 kẹo bông vui học. Hành trình khám phá Pom Pom Happy Lucky này đưa bé đến thiên đường màu sắc. Nhìn xung quanh kìa mẹ ơi, thật đẹp làm sao. Ôi con thật háo hức muốn biết được những màu này là gì. Ôi kìa mẹ ơi, đó là gì? Là nhỏ và màu tím, tơ yên tím sắc tím. Ôi kìa mẹ ơi, đó là gì? Cà rốt và màu cam, tơ am cam. Tu 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 bi du, tu tu bi du. Ôi kìa bố ơi, đó là gì? Là dâu và màu đỏ tươi, nở ô đỏ hôi đỏ. Ô kia bố ơi, đó là gì? À, đó là bông cải màu xanh lá, sơ anh xanh. Tu 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 bi du, tu tu bi du. Ô kia mẹ ơi, đó là gì? Màu vàng của quả chuối, vàng vàng nguyên vàng. Mẹ ơi, đó là gì? Màu xanh dương của việt quất, sờ anh xanh. Tu 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 bi du, tu tu bi du. Ô kia bố ơi, đó là gì? Củ cải thì màu trắng, trở ăn trăng sắc trăng. Ô kia bố ơi, đó là gì? Màu đen của mâm xôi, đờ en đen. Tu 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 bi du, tu tu bi du. Ôi thật là nhiều màu sắc rực rỡ, nhưng đã đến lúc phải chào tạm biệt để đến một thế giới khác rồi. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng gia đình Pom Pom khám phá trong tập tiếp theo Pom Pom trong hòn đảo đối lập nhé. Để xem những đoạn phim hiện hay của bạn mình nha. Các bạn cũng có thể xem lại các tập khác ở đây nè. Mẹ xa xa, bố thì gần. E-I-E-I-O. Bước sang phải và bước sang trái.